đường vành đai 2 đoạn từ ngã tư Sở ngã tư Vọng với mặt cắt là 53 đến 57,5 m. Hiện nay thì còn lại đoạn từ Tô Thất Tùng cho đến ngã tư Sở là dài chiều dài khoảng 633 m. Chúng tôi đang thực hiện công tác thu hồi mặt bằng và sẽ tranh thủ có mặt bằng để triển khai thi công. Hơn 300 hộ dân ở cái phạm vi từ Tô Thất Tùng đến ngã tư Sở là đã được rà soát và phê duyệt phương án. Thì có khoảng hơn 200 hộ là chúng tôi đã tiến hành chi trả tiền và bàn giao nhà tái định cư. Có nhiều trường hợp là người dân đã nhận nhà, nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Chúng tôi đang tiến hành rào chắn để phục vụ công tác phá rỡ vì công trình là vừa phải thi công vừa phải tổ chức giao thông, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Chúng tôi giải quyết công tác giải phóng mặt bằng và thu hồi mặt bằng xong trong năm 2017 này.